Hưởng ứng cuộc vận động tự hào một dải non sông của Trung ương Đoàn, Ủy đoàn Đức Huệ phát động cho đoàn cơ sở thực hiện treo bản đồ nước Việt Nam tại phòng làm việc qua không gian làm việc của các bộ đoàn, hội đội các cấp và tại không gian sinh hoạt chung của địa phương. Ngay sau khi phát động triển khai, đoàn thanh niên các xã thị trấn và đoàn trực thuộc bắt tay vào việc treo bản đồ Việt Nam, biểu tượng của chủ quyền quốc gia, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Qua cuộc vận động thì nhằm tuyên truyền đến các bạn đoàn viên thanh niên về chủ quyền biên giới quốc gia, cũng như là thể hiện được cái lòng yêu nước của các bạn thanh niên. Đồng thời, đoàn các cấp cũng sẽ đăng tải bản đồ số trên các trang mạng xã hội do đơn vị quản lý, lồng ghép tuyên truyền về nội dung của vận động tự hào một dải non sông để lực lượng đoàn viên thanh niên nắm bắt kịp thời quan điểm chỉ đạo của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về chủ quyền biên giới quốc gia, dân tộc, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với quê hương đất nước.